Hello tất cả anh em nha, và chào anh em đã quay trở lại với video của mình là Tino đây, và chào anh em đã quay trở lại với video mình trên Pomantizy Online nha. Và tiếp tục là những cái giao ác muốn được gửi đi cho anh, thì mình sẽ gửi cho anh em một bài về format standard, đó là bài về Childbirth nha. Và đi qua nhân vật chính của ta ngày hôm nay, bộ bài của chúng ta sẽ sử dụng 16 lớp Pokemon, 30 lá trinh nè, và còn lại 14 lá năng lượng nha. Và chúng ta sẽ sử dụng một em Double V, thì này có ability là giảm 30 sát thương nhận vào. Và đồ năng sẽ là 120 cộng với 30 tương ứng với mỗi prize đối thủ đã nhận nha. Ví dụ đối thủ nhận càng nhiều prize thì đam này càng to. Ví dụ đối thủ nhận 5 prize thì là 5 x 30 là 150, thì sẽ là 120 cộng với 150 là 270 nha. Nếu như đối thủ chỉ còn 1 prize. Và tiếp theo là 3 em Childbirth, thì này có đòn năng đầu tiên là 270 sát thương với 3 năng lượng khác nhau, một năng lượng bất kỳ. Zip của em này thì là Skyligan, thì một năng lượng bất kỳ sẽ xả em này vào trong bộ bài nha. Và tất cả những gì đến thì em này cũng xả vào luôn. Nhưng mà nếu như có thêm 3 năng lượng nữa, thì 3 năng lượng, mỗi năng lượng lửa, nước và điện, thì rồi nó sẽ gây 110 sát thương vào 3 Pokemon của đối thủ nha. Đấy, sau đó xả em này vào bộ bài và năng lượng luôn. Đấy, thường thường mình sẽ cố gắng đánh bằng bộ vị đầu tiên, sau đó giết trong những lúc mà chúng ta bị mất máu hoặc là cần rear band, nếu đối thủ để tiết về band nha. Thế là em Oranguru, chúng ta bỏ vào lá, đổi một lá trên tay, lấy một lá trên đỉnh. Lá trên đỉnh sẽ nằm trên tay, còn lá trên tay sẽ nằm trên đỉnh. Thế là ba em Porygon, basic của Porygon 2, và là Porygon 2 là C1 của Porygon Z. Thì em này có ability là mỗi lần mỗi lượt có thể đánh năng lượng đặc biệt từ trên tay vào Pokemon của bạn nha. À không, không phải mỗi lần mỗi lượt, mà là trong lượt của bạn. Nói chung là trước lượt chiến đấu thì trước lúc đánh thì bạn có thể đánh bao nhiêu năng lượng đặc biệt từ trên tay và Pokemon của bạn lúc nào cũng được hết. Đấy, vì vậy mà mình có rất nhiều năng lượng đặc biệt gồm Aura Energy, nó sẽ tính là năng lượng tất cả năng lượng, nhưng với điều kiện là phải bỏ bóng vào trên tay khi đánh vào. Năng lượng lửa này thì chỉ tính tác dụng khi mà đánh vào Pokemon lửa thôi, chứ không thì nó chỉ tính là một năng lượng lửa bình thường. Powerful Energy, chúng ta đến một Pokemon thường nó sẽ tăng 20 sát thương cho Pokemon đó. Thì sai Energy khi mà em này, khi năng lượng này bị bỏ xuống mộ thì nó sẽ lên là tay nha, từ khi chúng ta đít vào quick ball các thứ thôi. Chứ bởi ví dụ như là Pokemon chúng ta bị knock out ấy, thì thay vì xuống mộ là nó sẽ lên là tay. Speed Energy thì mình cũng chỉ tính là năng lượng điện thôi, chứ để có tác dụng thì phải đến vào Pokemon thì điện cơ, thì nó sẽ giúp chúng ta bốc hai lá. Sword Energy chúng ta cũng chỉ tính là một năng lượng hệ nước thôi. Nếu chỉ đến một Pokemon hệ nước ấy, thì nó sẽ phản tất cả hiệu ứng của đòn đánh từ Pokemon active đối thủ vào Pokemon active của chúng ta nha. Ok, vì vậy mà Porygon Z nó sẽ đến năng lượng những năng lượng đây vào Childbirth, sau đó Childbirth đánh thôi. Đấy, tiếp theo là một em Corrupt V, chúng ta bắt đầu sau đánh tay khi đặt tựa xung bên. Hai em Energy chúng ta bỏ cả bàn tay bốc 6 lá mỗi lần mỗi lượt nha, mỗi lượt một lần. Thì sinh vi chúng ta bốc 3 lá và sau đó kết thúc lượt nha, chỉ có vậy thôi. Bốn Red Ball chúng ta nhìn đến đỉnh 7 lá và lấy một lá Pokemon từ 7 lá đó thêm bên tay. Ba Lilia Pokedon chúng ta sử dụng lá này như là một Pokemon Basic, và khi mà này bị knock out thì đối thủ không thể nhận prize nha. Bốn Quick Ball chúng ta bỏ một lá trên tay và lấy một Pokemon Basic từ bộ bài thêm bên tay. Rồi cái đi chúng ta tiến hóa Porygon thành Porygon Z nha. Nếu như đã có Porygon ở lượt trước rồi, lượt sau có đến cái điền Pokemon tú Pokemon Z thì sẽ tiến hóa được luôn từ Basic lên tay 2. Reset stand chúng ta sẽ tất cả vào trên tay của đối thủ, bốc số lá từ cái số prize đối thủ đang có nha. Một switch chúng ta switch Pokemon Ban lên active, hai boss đó đời chúng ta bắt Pokemon Ban đối thủ lên active nha. Bốn mana chúng ta sẽ tất cả bàn tay, bốc 5 lá đối thủ bốc 4 lá, và những lá mới xào thì sẽ đặt dưới cùng của bộ bài nha. Bốn Professor thì sẽ chúng ta bỏ tất cả bàn tay bốc 7 lá. Yeah, và luôn chúng ta đến được Pokemon, Pokemon nó sẽ retreat là giảm 2 nha. Hai bit champ chúng ta đến được Pokemon, Pokemon đó sẽ được tăng 30 máu. Ok, mình sẽ cùng vào Vesset để tìm kiếm trận đấu, để test xem bộ bài này sẽ hoạt động như thế nào nha. Collect đi. Bộ bài của chúng ta thì chắc chắn sẽ phải cần đi trước rồi. Nếu có gì lượt sau tiến hóa được Porygon Z và đánh luôn. Chúng ta không được tung su nhưng chúng ta win. Chúng ta chỉ cần win thôi để mà đi trước là được rồi.
Bài có vẻ không ổn cho lắm nhờ. Bớt này. Rú rú. Messi rác à. Có thể mình sẽ bỏ các em này đi. Bọn chúng ta sẽ dùng 3 lần vì vậy mà sẽ dư. Polygon cái đã. Đố ra cái đi vào đi. Cho có stay high. Kết thúc được đi. Rồi không. Nếu đây là hệ lửa thì sẽ không sử dụng mani các thứ. Vì vậy mà nếu mình sử dụng cầu robot thì vẫn bốc được bình thường, không sao cả. Ủa? Đối thủ sao vậy? Là mình toan tính cho mệt rồi đối thủ đồ ha. Không hiểu luôn. Ok, thì mình sẽ tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Vẫn như cũ nha, mình vẫn muốn đi trước. Lần này thua rồi. Hy vọng đối thủ cho mình đi trước. Không có rồi. Cái đống bài này trên tay thì thật sự chưa có tác dụng lắm. Trên hết green mà nó chưa biết cái đối thủ đất gì, có thể là baby blau à, vitality band. Ok, bài đẹp chứ nhờ. Volcanic, ủa Volcanic đi trước à, hơi bậy nha. Thật sự không đúng như lắm. Mình thì mình nghĩ là mình sẽ kiếm một quick ball và kết thúc kiếm một polygon nữa và kết thúc lượt thôi. Nếu thử hết lượt ấy thì mọi thứ thật là tốt. Board system này. Polygon nữa và kết thúc lượt thôi. Rồi sau tiến hóa là được rồi. Thực sự thì đối thủ cũng không boss được. Boss thì đánh được 50 à. Em này 60 lần. Để cho mình tiến hóa đến 2 năng lượng. Rồi kiếm cái năng lượng nước đánh. Đánh là ok rồi. Nghe sợ money xong không có nó mới hài nè. Đã xin hết rồi. Đất mình không hề có sử dụng sân luôn. Rassizak à. Đối thủ có thể quay đời trong tên này. Đối thủ bỏ đi green. Vậy là sẽ quay đời rồi. Nếu vậy thì mình phải dính 110 sát thương luôn à. Nãy hình như cũng gặp Rexizak đúng không ta? Đã đến năng lượng Volcanion rồi. Đã quay đều vào Ban. Lần sau đối thủ có thể quay đều tiếp và đánh mình. Lúc đấy thì hơi căng thẳng. Mình không có sân vì vậy mà đối thủ sử dụng sân free. Đã đánh mình với là 110 sát thương. À,
Đó, bây giờ đến năng lượng vào và đánh đối thủ thôi. Cần một lần nước nữa. Hoặc là một Aura Energy. Không có luôn à. Thế ông kiếm được Porygon Z à. Đây rồi. Nhưng mà cần dây xịn hơn nhờ. Không có dây xịn là bài mình sẽ brick. Switch vào Pokédon thôi. Và bóc ba lá. Có năng lượng điện thôi à. Đối thủ có thể bót mình được nhưng mà sẽ không đủ, vẫn đủ đạp nếu giết. Không ăn cách trở. No, 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 đừng 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 như vậy mà. No. Hay quá. Ai giờ, đọc tìm thế nhỉ. Mất 3 prize là hơi toàn đấy. Đối thủ body poke gear. Không sợ bởi Brit à. Hoặc là đã có quay được trên tay. Vẫn chưa biết đối thủ sẽ làm gì. Đã quay được. Với được rồi thì chỉ có Pokemon Catcher thôi chứ cũng không bắt được ban của mình lên một em Rasazap nữa đúng không? Không là bọn em Volcanion. Cái đòn giết của mình thì chỉ được 110 à, vẫn thiếu 10 đam để knock out Volcanion. Hơi đen tí. Có reset này. Hy vọng kiếm được Polygon Z nha. Không có. Vậy là mình phải mất cái lá Dragon đi rồi. Hơi đen, hơi đen. Vẫn chưa có nó năng lượng nữa. Nhỏ thế nhờ. Quang Di thì không làm gì được trong trường hợp này. À, phải retreat chay à. Không thực sự muốn điều đó. Vậy là mất 3 năng lượng luôn. Không phải là phương án hay. Tiếp tục dây sần thôi. Nói chưa có biết trang vì vậy mà không dám tự tin mà đẩy lắc là đẩy em trai bớt lên vì nếu chơi đánh trai bớt thì đam là 300 Rasizak giết một phát nó đủ 6 năng lượng thì cũng là 300 luôn. Cũng rất là khó khăn, mình sẽ mất 3 prime. Đen nhỉ, không hiểu được cái năng lượng nước toàn năng lượng điện với lửa không ngờ. Không có aura energy luôn. Đã có Rasizak thứ hai. Em thấy nếu kịch bản tốt ấy, cái kịch bản hay nhất luôn ấy thì để sau mình giết vào Rasizan. Hai
hai đấy Zac và một Vulcanian. Sau đó boss hai lần nữa là mình win. Ồ, kịch bản cũng hơi khoai khoai. Đừng đừng có ngứa nữa. Rồi xong. Bắt Jason à để lấy hai prize. Ờ. Không biết. Đối thủ không có switch hoặc là không dám retreat vì vậy mà à, cũng chả có weather luôn. Đánh Don lên trước rồi đã. Không có Dragon đi. Mình nghĩ là đây đi. Money thì đối thủ sẽ bớt bà trên tay đi. Nhưng mình muốn reset thôi. Đã có bài rồi. Hy vọng robot kiếm mình một aura energy nữa. Cái này cũng được. Nói chung là đẹp rồi rồi đấy. Giết thôi. Vì mình có powerful energy, vì vậy mà đã được tăng thêm 30 sát thương. Đấy là lên đi. À 20 sát thương chứ. Có boss này. Boss thì chưa cần bây giờ. Ở đây Resizac lên rồi. Nếu tôi không có Toonstrapper thì mình nghĩ mình vẫn ổn. Có vẻ căng thẳng nhờ. Bạn đến tới có nhiều vậy mà toán tính điều gì vậy? Đã bỏ được reset stamp để lấy năng lượng và chắc là sẽ quay đỡ. Mình cũng mất reset stamp đúng không ta? Đúng rồi. Đứa là Vulcanian nè. Mình phải đề vào ai đây? Messizak ở bên. Vậy là sẽ đánh 300. Ba trăm thì điều nó có phải là phương án tốt hay là không thôi. Mình mất 3 năng lượng rồi. Và mình là 14 năng lượng. Mất 3 thì còn 11. Chưa kể thì có prize bao nhiêu lá nữa.
Đấy, vì vậy mình có sử dụng Big Champ là vì vậy đấy. Không bị one hit được. Đến vào thôi. Money đi. Vừa làm mỏng hand đối thủ, vừa giúp chúng ta kiếm được năng lượng. Có luôn nè. Đến cái lửa vào cái đã. Đánh thôi, 230. 210 chứ. Lấy bập rồi. Đã có Aura Energy rồi. Khả năng được nước luôn. Mình có boss, bây giờ mình chỉ sợ đối thủ resistance thôi. Bây giờ nó bỏ đi duyên hết để lấy hai năng lượng lửa. Đối thủ đánh hơi lâu, đối thủ phải suy nghĩ hết 10 phút luôn. Mình thì 7 phút. Green à, vậy là sẽ lấy reset stamp rồi. Không ổn lắm nhờ. Đối thủ lấy mình hai prize của Jason rồi. Bây giờ lấy thêm 3 prize nữa. Hơi căng. Nhưng mà đối thủ là 8 năng lượng rồi. Thì đối thủ có còn nhiều năng lượng để mà sử dụng hay không? Fire Crystal. Mình vẫn còn một money và một research. Đen nhà nãy money và đối thủ vẫn mạnh tráng. Ok, và trận đấu đã kết thúc rồi. Không có gì khó khăn cả. Chỉ là đối thủ hơi lâu thôi. Một lượng sát thương rất là lớn. Vì đối thủ lấy được rất nhiều prize rồi, vì vậy mà đáp với đập vi rất là to. Ok, chúng ta cùng đến vào trận đấu tiếp theo nè. Không biết bộ bài của đối thủ sẽ là bộ bài gì đây. Nhưng mà vẫn hy vọng mình được đi trước thôi. Su Pichu đẹp thế. Rồi mình lại thua nữa. Trời ơi đen thế. Đi sâu luôn. Toan rồi. Cái này không ổn lắm rồi. Ôi giời, đất này thì chịu nha. Hơi khoai nha. Decidai and Gun nè. Đã bỏ đi money.
Mình nghĩ mình nên lấy robot thì tốt hơn. Để sau có thêm một tay hai nữa là đẹp. Không có à. Ây da. Cái ta làm lỡ bốc lên tay hai cái thì sao? Bỏ ra cái đi rồi. Ủa đâu, vậy là mình chịu rồi. Ôi. Bài thế kia. Đẹp thế kia chứ. Chiều đối thủ đẹp. Đẹp vậy thì mình chiều rồi. Đất mốc có thể là Picarom à. Cái rom thì hơi toang dành cho chúng ta nha. Chúng ta lại thua. Nhưng nếu là Picrom sẽ cho chúng ta đi trước. Đấy rồi, rồi xong Picrom rồi các bạn ơi. Picrom rồi. Toang rồi. Chúng ta quyết định thể điện. Không ổn cho lắm. Ủa. Cho mình đen này hoặc robot đi. Chứ bà thế này brick rồi. Không cho gì luôn. Lại to. Meowether. Nước đã mang đi rồi, ok, rất là ổn luôn. Nhưng con gì chúng ta sẽ nằm dưới cùng của bộ bài. Thay vào đó chúng ta lại có một Porygon gì khác. Hai bit champ. Đá vô Ganon. Đến năng lượng vào ba này rồi. Đến ba năng lượng vào mèo à. Không phải. À, căng thẳng ta. Red Bond không kiếm được gì không? Là một em nữa à. Không thực sự cần dữ lắm. Chắc mình lấy Crobat đi. Kiếm ra đi là ok. Switch vào đón. Đó. Robot này. Nó cần đi. Phải vậy chứ. Đến năng lượng thôi. Và money đi. Có rất nhiều năng lượng. Đổi lấy money vào đi. Hy vọng kiếm được em Porygon nữa. Không phải. Lửa này. Điện này. Thật ra thì đủ rồi, nhưng mà mình muốn tăng thêm đam. Vẫn chưa có Polygon. Đây rồi. Đánh thôi. Xin một Prime nào bạn ơi.
Lần sau mình money vẫn ok. Russian Hammer. No, 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 no. Gỡ rồi. Mất một năng lượng rồi. Mất năng lượng điện. Nhà ba luôn vào bên nè. Sau khi đối thủ đánh mình ấy thì đối thủ sẽ được tìm ra một bài ba lá và thêm bên tay. Nhưng với điều kiện đối thủ phải có thêm một năng lượng nữa cơ, đối thủ không có rồi, đối thủ đó money. Có rồi à? Lại có xin hâm mơ. Lại ngứa nữa. Oh my god. Hên thế nhờ. Vậy là mình cần kiếm một năng lượng điện và năng lượng lửa luôn. Khó rồi đây, khó rồi đây. Fish run. Một đen đen nữa. Mình không money được rồi, hơi đen ở chỗ đấy. Có thể đối thủ sẽ lấy bot và bot em Polygon này lên. Hơi khó đây. Mình không muốn mất Polygon này, vì vậy mình sẽ đổi vào bài đi. Nhưng nó là ra research, đen thế nhờ. Mà mình kiếm một lá như là money chẳng hạn. Không có resist stem rồi. Có hai aura luôn. Cũng ok. Nhưng mình phải mất hai lá luôn. Một, hai, ba. Mình sẽ đẩy một em lên. Và mình sẽ đẩy em này. Hai tám nó trong bộ bài luôn à. Hơi căng nhờ. Một lá tắt tim mà. Vậy là bắt buộc mình phải bốc được cơ. Không bốc được cũng hơi khoai đấy. Đối thủ không thể thử sử dụng thêm Dana được rồi. Vì đó full ban rồi. Có gì có thể đánh được đã bot order rồi. Chắc sẽ bot protocol G. Không bot bot robot à. Vậy là tính knock out thêm tắt tim là đủ rồi bài. Đó là vậy. Em này là 170. Mình sẽ đánh được tầm 150 à. Phải có powerful energy nếu như muốn double V đánh. Ai nhờ. Đối thủ lấy đi, xong mình money. Áp lực hơi áp lực nha. Vì 4 lá, 5 lá mới. Bắt buộc phải có. Tắt tim. Hy vọng kiếm được resize energy.
Cái này thì không cần nha. Gì đây? Vì sao em đây gì? Không ổn lắm nhờ. Nghĩ phải đánh thôi. Lúc nãy đối thủ mình tưởng thi một try thì mình chỉ còn 150 thôi, nhưng đối thủ lại bot nó bắt lên như vậy mà đam mình sẽ được tăng thêm. Vì vậy mà knock out các em tắt tiêu đối thủ rất là đơn giản. Wider rồi. Đánh bằng hit run nè. Không thực sự tốt cho lắm. Đối thủ view mình rất là trâu. Nói chung là 1.8 thì bây giờ có thể knock out tất cả mọi Pokemon rồi. Ngoại trừ Meltry này, Meltry hơi trâu tí. Đá Squid 4 năng lượng là 200, vẫn thiếu. Robot để kiếm gì đấy? Ok, phải chiến thắng thuộc về chúng ta nha. Và video review về bộ bài Chillbird Porygon PC của mình đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất và đăng ký kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.